những hình ảnh đầu tiên của Thiên Ân khi diện quân phục trong quân ngũ. Thiên Ân hiện là một trong những nàng hậu Gen Z có sức ảnh hưởng lớn với cộng đồng fan sắc đẹp. Hậu đăng quang Miss Round Việt Nam 2022, mỹ nhân 10X liên tục gây chú ý bởi những màn biến hóa hình ảnh bất ngờ. Mới đây, cô lại được dịp khiến fan bàn luận sôi nổi khi chia sẻ các khung ảnh đầu tiên diện quân phục. Người đẹp gốc Long An hào hứng chia sẻ với công chúng loạt khoảnh khắc diện quân phục. Tại đây, cô lần lượt thay ba thiết kế đặc trưng khác nhau như đồ đặc công, đội nón cối như một chiến sĩ thực thụ. Để có diện mạo chỉnh chu, người đẹp chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc thấp. Trong loạt ảnh hậu trường, nhan sắc mỹ nhân 10X vẫn giữ được độ rạng rỡ, xinh đẹp. Đáng chú ý, trong hậu trường tương tác, người đẹp gây hài với cách tạo dáng nhí nhảnh. Thay vì hình ảnh một cô quân nhân nghiêm túc, mỹ nhân sinh năm 2000 lại trở nên gần gũi và tạo tiếng cười cho người xem. Bên cạnh đó, Miss Round Việt Nam 2022 còn dùng động tác như để tay lên ngực, khoanh tay, đứng nghiêm. Sự biến hóa hình ảnh liên tục của nàng hậu Gen Z khiến công chúng thích thú. Trước đó, một vài khoảnh khắc người đẹp tham gia chương trình sao nhập ngũ được lan truyền sôi nổi khắp các diễn đàn. Trong những khung hình được chia sẻ, có thể thấy cô tham gia cùng Diễm My 9X, Nhã Phương, Võ Hoàng Yến. Sự hội ngộ của loạt cái tên đình đám càng khiến fan háo hức mong chờ ngày chương trình phát sóng. Trong đó, người hâm mộ dự đoán Miss Round Việt Nam 2022 sẽ đảm nhận vai trò gây cười cho hội chị em. Chỉ trong 3 tháng đăng quang, Thiên Ân cho công chúng thấy sức hút khủng của mình trên bản đồ hương sắc Việt. Dù không đạt kết quả cao khi thi quốc tế, người đẹp vẫn chiếm thiện cảm bởi sự chăm chỉ và tính cách dễ gần. Chính vì vậy, không chỉ sở hữu lượng fan lớn, mỹ nhân 10X trở thành cái tên được nhiều chương trình, show thời trang săn đón. Bạn nhận xét như thế nào về loạt ảnh chụp của Thiên Ân khi diện quân phục? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!